Sáng nay 15 tháng 5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật về đợt mưa lớn xảy ra vào chiều tối tại miền Bắc và một số nơi ở Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ. Theo đó, đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, lượng mưa tính từ 19 giờ tối qua đến 8 giờ sáng có nơi trên 50mm như Tân Trịnh, Hà Giang 97,2mm, Phố Lu, Lào Cai 78,4mm, Mường Lèo, Sơn La 58,2 mm, Quảng Lâm, Quảng Ninh 106,4 mm. Đáng lưu ý, từ chiều tối nay đến ngày mai 16 tháng 5, toàn khu vực có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 120 mm. Khu vực bắc trung bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Ngoài ra, chiều và tối nay. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Liên quan đến đợt mưa lớn ở miền Bắc, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu cảnh báo thiên tai cũng vừa có nhận định. Cụ thể, các địa phương có mưa rông lớn trong hôm nay bao gồm buổi sáng, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, buổi chiều và tối, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, phía Tây Hà Nội. Bắc Ninh, phía Tây của Huế, Đà Nẵng, khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Tiến sĩ Huy lưu ý, trận mưa rông chiều và tối nay có thể gây ngập lụt cục bộ ở các khu vực thấp trũng của các đô thị. Người dân lưu ý nếu mưa rông lớn vào cuối giờ chiều thì đợi giảm hãy ra đường về nhà, kéo kẹt xe hoặc ngập lụt. Tiến sĩ Huy khuyến cáo. Đồng thời, Tiến sĩ Huy cũng cho biết, trong đợt mưa rông này, khu vực miền núi phía Bắc sẽ có những cụm mây rông hình thành ở các khu vực nhỏ nhưng lượng mưa rất lớn, vượt 100 mm trong quãng thời gian ngắn vì có thể gây ra lũ ống, lũ quét. Việc xác định vị trí chính xác của cụm mây rông phạm vi nhỏ chỉ có thể dự báo trước được 3 giờ. Người dân cần theo dõi các bản tin để có biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Ngày mai 16 tháng 5, mưa rông sẽ lan tới các tỉnh Bắc Trung Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng dự báo, từ 17 tháng 5, mưa rông ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng duy trì, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay, áp cao lạnh lục địa trên khu vực Trung Quốc tiếp tục tăng cường xuống phía bắc nước ta. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ. Những nhiễu động trên cao tiếp tục duy trì trên khu vực Nam Bộ. Trong 2 đến 10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa trên khu vực Trung Quốc suy yếu dần. Từ khoảng ngày 17 tháng 5, hình thành danh áp thấp qua Bắc Bộ nối với áp thấp nóng phía Tây. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ. Những nhiễu động trên gây mưa cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Đặc biệt, từ khoảng ngày 18 đến ngày 19 tháng 5, gió mùa Tây Nam hoạt động khiến khu vực mưa kéo dài.